Sách kỷ lục Guinness Thế giới phiên bản năm 2018 chính thức phát hành ngày 29 tháng 8 vừa qua đã trở thành đề tài của fan K-pop bởi sự góp mặt của nhóm nhạc nam EXO đình đám. Các giọng ca nhà SM được vinh danh với tư cách là nhóm nhạc K-pop nhận được nhiều giải đề sang nhất tại lễ trao giải thưởng âm nhạc MAMA, Mnet Asian Music Awards. Đề sang là giải thưởng danh giá nhất trong các lễ trao giải tại Hàn Quốc. Nó tôn vinh những ca khúc, album và nghệ sĩ có thành tích nổi bật phổ biến nhất trong năm. Cụ thể, nhóm EXO được một giải nghệ sĩ của năm hồi năm 2014, cùng 4 giải album của năm từ năm 2013 đến năm 2016. Với tổng cộng 5 giải thưởng lớn, EXO trở thành nhóm nhạc sở hữu nhiều giải thưởng lớn nhất ở ngày hội âm nhạc danh giá này. Ngoài MAMA, nhóm nhạc nhà SM còn giành 12 giải Daesang ở các giải thưởng khác như Golden Disc Award, Seoul Music Award. Với tổng cộng 17 giải, EXO hiện là nghệ sĩ nhận nhiều giải Daesang nhất lịch sử K-pop, vượt mặt những tên tuổi lớn như Big Bang, SNSD, Psy. Được biết, EXO hiện đang trục trịch trở lại cùng sản phẩm âm nhạc mới vào tháng 9.